Rất là hoan nghênh và chào đón các bạn đến với channel của Metamen. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn, bán lẻ quần Duy Nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần Duy Nam đẹp, phong cách thời thượng, hàng hiệu cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Metamen các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc quần Duy Nam Levi có form dáng là form dáng slim hay còn gọi là form dáng ống đứng. Với form dáng này thì nó sẽ cho các bạn có những đôi chân rất là thon, gọn, thẳng. Và cái độ mở ống của sản phẩm quần Duy Nam Levi dáng slim này thì nó sẽ rất là vừa phải, nó không quá rộng mà nó cũng không quá bó. Và khi mà các bạn mang cho mình một cái chiếc quần bò Duy Nam Levi có form dáng slim này, các bạn hoàn toàn có thể kết hợp với tất cả mọi outfit phù hợp. Đầu tiên về màu sắc thì tất nhiên rồi, chiếc quần này của chúng ta thì sẽ có một màu là màu xanh biển. Và kết hợp vào đó chính là một số những cái điểm mài bạc nhẹ ở đây thì các bạn có thể nhìn qua. Chiếc quần này của chúng ta thì sẽ có mã là Levi 513 các bạn nhé, một trong những form dáng là form dáng slim. Ở bên trên đây thì chúng ta sẽ có tem tác cũng như là mã code. Và ở phần đây chúng ta sẽ có mã Levi là 513, size mình đang cầm trên tay là size 30. Chiếc quần bò này thì sẽ được sử dụng màu chỉ màu xám ghi, kết hợp trên cái tông nền màu xanh rất là đẹp. Chiếc quần còn mới 100% nguyên siêu được xách tay tại Mexico các bạn nhé. Đây, khi mà các bạn mua thì các bạn có thể bóc cái tem này ra. Với chất liệu vải của form dáng slim thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm vô cùng là thoải mái, thoáng mát và dễ chịu, bởi vì cái chất liệu vải của form dáng slim nó sẽ có cái sự co giãn đàn hồi nhẹ. Chính vì vậy nó tạo cho người mặc có những cảm giác cũng như là trải nghiệm thì vô cùng là tốt. Về những chi tiết nhỏ, ví dụ như là đường may thì đều rất là cẩn thận, bởi vì là đây là một trong những mẫu sản phẩm quần Duy Nam cao cấp đến từ Levi. Chính vì vậy các bạn cũng không lo sợ bị xù, bị nhăn, bị phai màu trong quá trình sử dụng các bạn nhé. Mình sẽ mở ra ngay để cho bạn cùng xem. Với những chiếc quần Duy Nam form dáng slim thì bắt đầu từ cái phần đùi cho đến cái phần ống quần đây thì nó sẽ được bo gọn vào một chút. Và cái phần mở ống này thì nó rất là vừa vặn với cổ chân. Với cái size 30 mà mình đang cầm ở trên tay thì sẽ phù hợp với những anh em từ 60 hay là từ 59 đến 64 cân thì mặc rất là đẹp. Và chiều dài của quần thì sẽ là 103. Cái chất liệu vải ở trên đây thì mình sờ nó rất là lì, và như mình có chia sẻ, nó sẽ có co giãn nhẹ các bạn nhé. Nó sẽ có co giãn nhẹ thôi chứ không phải là co giãn quá nhiều. Đó, rất là ok. Một chiếc quần nó tuy đơn giản nhưng mà nó vẫn đem lại những cái nét đẹp hiện đại, tinh tế, và các bạn có thể kết hợp cùng áo thun, áo phông, áo polo thì đều rất là ok. Phía bên trên này thì chúng ta sẽ có những cái chiếc đinh tán được làm từ bằng đồng, chất liệu cực kỳ là cao cấp, không sợ bị hoen gì trong quá trình sử dụng. Các bạn giặt đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Những cái chi tiết ở trên này họ làm vô cùng là sắc nét các bạn nhé. Còn đĩa thì may cũng rất là chắc chắn. Chiếc quần bò này của bên mình thì được xách tay tại Mexico các bạn nhé. Túi của Levi ở bên trong thì họ làm rất là to, rất là đẹp. Và chính vì như vậy là Levi rất là được lòng người dùng bởi độ bền cũng như là màu sắc và độ chi tiết hoàn hảo của nó. Đó, các bạn thấy không? Để sở hữu cho mình một chiếc quần Duy Nam Levi có mã 513 được xách tay tại Mexico thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ tới Metamen qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Ngoài ra những thông tin khác của bên mình thì có để ở bên dưới phần mô tả, và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Metamen các bạn nhé. Khi mua hàng của bên mình các bạn hoàn toàn được kiểm tra mặc thử, sau đó mới phải thanh toán. Bên mình hỗ trợ giao hàng ở trên toàn quốc với thời gian là cực kỳ là nhanh chóng. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Metamen các bạn nha. Và mình xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.